bãi biển ngươi theo dõi ta không? Tiếc cô nương, cô thiệt là quá tự cao. Không phải ai nấy đều như thằng Bảo si tình cô đâu. Ta không muốn tốn theo dõi cô. Vậy ngươi tránh ra đi. Chỗ này đâu phải là chỗ cô. Cô thật là quá ngang ngược. Tiếc cô nương, tôi rằng mình không cùng được. Sao cô năm làm mới lừa gạt chuyện với ta? Ta thích như vậy, ta nhìn thấy ngươi là ghét rồi. Sớm muộn có ngày ta phải đánh đau ngươi. Cô đánh hơn ta hay không quan trọng. Quan trọng là người phải biết phân tốt phân xấu. Đừng bị Quách Đình Ngọc lừa gạt nữa. Không mắc mớ tới ngươi. Ta chỉ nhắc cô thôi. Quách Đình Ngọc chỉ là lợi dụng cô. Kẻ tốt thật sự với cô là thằng Bảo. Cô nghe không tùy cô nhỉ? Chứ thế được, coi như là quà sinh nhật của mình. Ban chúc cô Phước Như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Em tưởng anh đã quên. Một ngày quan trọng như vậy làm sao tao quên được? Ừ? Là cái bài trà tinh xảo như vậy ai tặng cho cô đó? Anh cũng thấy tinh xảo nữa hả? Món quà sinh nhật của em tặng cho em đó. Anh này Đình Ngọc à, cha đối xử với anh như vậy anh đừng có trách ổng nha. Anh nhất định tìm cơ hội thuyết phục được ổng mà. Quá, Tiết đại gia có lòng phòng ngự cũng nên lắm. Một thời gian sau ông nhất định sẽ biết chúng ta có thành ý hợp tác với ổng. Anh thì không trách cha em sao? Đâu có. Chỉ cần ông không ngăn cản chúng mình tới lùi với nhau, những chuyện khác đâu có đáng gì. Đinh Ngọc. Ban à, hôm nay là ngày sinh nhật của em, mình đừng nhắc tới chuyện buồn nữa. Em coi anh tặng cho em cái gì. Đẹp quá. Anh nghĩ em cài lên sẽ đẹp hơn đó. Nè. Ta dám ép ta nói đó thôi. Cái tên lưu manh này, ngươi muốn làm gì cô Ban đi? Bảo à, đừng có nói bậy bạ nha. Nè tao cho ngươi biết nha, Tiết đại gia đang chờ cô Ban về. Ngươi hãy đi ngay, nếu không ta không tha cho ngươi đâu. Đừng Ngọc, anh đi về đi. Mai mốt anh trở lại tìm em. Ngươi thử đi, cô ta có giết ngươi hay không? Cô Ban à, hay là mình... Kim Châu mình đi. Dạ. Khi đi thì vui vẻ lắm, lúc về sao lại mặt hầm hầm vậy? Ai đã chọc giận cô công chúa của cha đây? Đúng tại thằng Bảo hết á, thì bậy bạ quá mà. Vậy thằng Bảo đâu? Ai biết hắn cút đi đâu rồi, đừng nhắc nó trước mặt con nữa. Được, được. Không nhắc thì thôi, cô công chúa này. Ủa? Cái bài Đồng Lá Trúc này... Cha không thấy ngộ sao? Của ai cho con? Làm gì quan trọng vậy? Con lượm được ở Đài Phong Quả thôi. Con thấy ngộ cho nên đeo lên đó. Lập tức gỡ ra. Tại sao vậy? Đừng có hỏi nhiều. Cha không muốn con đeo nó lên. Lập tức tháo nó xuống. Cái cha cũng kỳ cục như vậy sao? Bạn à, chúc cô Phước Như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Em tưởng sao anh đã quên. Ngày quan trọng như vậy làm sao? Ủa, cái thẻ Đồng Lá Trúc thật là tinh xảo. Ai tặng cho em vậy? Anh cũng thấy tinh xảo nữa hả? Của em tự tặng mình làm quà sinh nhật đó mà. Tướng Quân đã uống nhiều thang thuốc rồi, nhưng mà hình như không có được lành lại mà càng bị nặng hơn. Em lo là không biết có phải... Có phải cái gì? Không biết có phải là liên can tới lời thể hiện của tướng quân hay không? Tầm bậy. Bổn tướng quân không có tin là mấy cái lời bừa bãi đó lại được linh nghiệm đâu. Nếu được linh nghiệm như vậy thì bị ông trời tới đây đối phó ta đi. Ai đó? Là Đình Ngọc đây. Vô đi. Cha, khuya như vậy tới đây có chuyện gì? Thiên Tiên cô nương, đi ra ngoài trước đi. Dạ. Tướng quân, nhị công tử, thiếp xin cáo lui trước. Cha, tại sao dấu ống có Hồng Thiên Dậu kế bên có lá trúc này vậy? Tại vì vợ của Hồng Thiên Dậu tên là Tố Trúc. Có lẽ vì phu thê tình thâm cho nên mới làm như vậy đó. Hôm nay con có gặp Thiết Bàn. Trên cổ của nó cũng có đeo thẻ độc. Trên đó có lá trúc, giống như là lá trúc của dấu ấn này vậy. Không lẽ là Thiết Bàn có quan hệ không tầm thường với Thiên Dậu hay sao? À phải. Năm xưa Hồng Thiên Dậu ngoài việc có thằng con trai tên là Hồng Nhật Phi, hắn phải còn có một con gái tên là Hồng Nguyệt Ảnh. Chẳng lẽ Tiết Bằng lại đứa con gái thất lạc mười mấy năm của Hồng Nhật Phi? Đình Ngọc, chuyện này con phải điều tra cho kỹ lưỡng nha. Cha đừng có lo, con sẽ có cách, nhất định biết được chân tướng. Người lên lúc đến đây làm gì? Dạ không, ta tới để chờ Tiết đại gia ra mà thôi. Người kiếm lại đại gia của ta có chuyện gì? Chuyện như vậy, ta có đứa con gái bị thất lạc mười mấy năm. Nghe nói con gái của Tiết đại gia thật giống người vợ trước của ta. Ta định tìm ổng để cầu chứng mà thôi. Vậy được, ta đi kiếm Tiết đại gia cho ngươi. Ngươi ra đằng kia để chờ Tiết đại gia ra. Thiệt hả? Cảm ơn đại gia. Cảm ơn đại gia. Thật có chuyện này sao? Coi bộ hắn cũng không phải nói láo. Thôi được, để ta đi gặp hắn. Lão đại, để tôi đi với ông. Không cần. Chuyện này không thể để con bằng biết được. Nếu nó hỏi tới ta, người nói ta đi luyện công. Dạ. Ta là Tuyết Ba Xuyên. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi là Tiết đại gia, thiệt là hay quá. Rốt cuộc ta có thể gặp lại đứa con gái thất lạc mười mấy năm của ta. Ngươi có bằng chứng gì nói nó là con gái của ngươi? Có. Cái thẻ đồng này là thuộc về mẹ của nó. Tiết đại gia, trên mình con gái của ngươi có phải có cái này hay không? Ngươi đừng bị chuyện gạt người nữa. Nó là con gái ruột của ta. Ta không tin. Ngươi cho ta gặp nó đi. Cho ta nói rõ ràng với nó đi. Ta nói không phải. Ta biết là ngươi không muốn nhận lại nó mà thôi. Tiếc là gia, ngươi cho ta gặp mặt lại nó đi. Ta không ngờ ngươi lại nhẫn tâm như vậy. Ngươi đã nhìn thấy hết hả? Nếu ta không phải tình cờ đi ngang thì cha ruột của cô Bằng thiệt là bị chết oan rồi. Thật ra ngươi muốn gì? Nếu như thật cô Bằng biết được cha nuôi của cổ lại giết chết cha ruột của cổ, coi cổ sẽ làm sao hả? Người muốn uy hiếp ta? Không phải. Ta biết người thương cô Bằng lắm. Người cũng không muốn cổ đau lòng. Tốt nhất từ nay đừng có ngăn cản ta lui tới với cổ. Chuyện của hôm nay kể như ta không hề thấy gì.各位越南嘅觀眾，我哋 TVB 嘅節目係咪好正呢？唔知啊，我哋新推出嘅越南戀愛頻道都精選咗海量嘅愛情劇集，等緊你哋，快啲 click 下邊條 link like 同 subscribe 啦！